chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Hiện tại thì mình đang có mặt tại cầu Tà Chơ. Các bạn nhìn đằng sau này là một cái tuyến cầu phải nói là rất là đẹp. Khác với khung cảnh mọi hôm là anh em làm cầu rất là vất vả, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sau những năm tháng vất vả đó thì hôm nay là một khung cảnh hoàn toàn khác. Anh em mặc quần áo sạch đẹp. Đấy, có những cái nụ cười rất là tươi, nói chuyện với nhau đứng ở phía trên cầu. Hôm nay là sau bao nhiêu ngày vất vả của bà con thì hôm nay là ngày mình sẽ tổ chức một cái buổi lễ nho nhỏ, gọi là lễ khánh thành, nhưng mà mình chỉ tổ chức nó rút gọn nhỏ lại tại vì nó cũng nhiều vấn đề lắm các bạn ạ. Thế nên là mình ví dụ như băng rôn khẩu hiệu hay cờ quạt thôi, những cái đấy mình rút gọn lại. Mình chỉ tổ chức một cái bữa cơm thân mật cùng dân bản để ăn mừng cái sự thành công nho nhỏ sau những tháng ngày vất vả. Khách mời thì gồm có trên ủy ban, có các anh phụ trách trên xã sẽ xuống tham dự cùng, và cũng chỉ vậy thôi, không có, nói chung là không mở rộng. Và mình định triển khai là cả bản cơ. Thế nhưng mà Súa cũng tham gia là thôi, cái này thì nó ở cái quy mô nhỏ thì mình tổ chức mỗi một hộ là một người đi thôi. Còn bao giờ xong đường thì lúc đấy sẽ tổ chức nó cả vợ, cả chồng, rồi là cả các cháu nữa. Thì nó sẽ quy mô hơn, tại vì bây giờ nó đang diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp nên là cũng hạn chế các bạn ạ. Ok, bây giờ chúng ta lên phía bên trên này. Đang anh em đang làm cái gì? Kéo cái gì đây? Cầu cũ à? À, có cái xà cầu cũ à? Xin chào mọi người nhá. Cầu lâu. Phải được ăn lấy chưa? Có cái thanh xà cầu cũ kéo lên nốt các bạn ạ. Phía bên dưới này anh em dỡ hết rồi. Đấy. Campuchia. Nhìn cái hình thức cầu này các bạn này. Nhìn cái vòm cầu thì nữa, một chút nữa thì mình bay những cái shot flycam cho tất cả các bạn cùng biết. Còn giới thiệu sơ qua cái bên trên cầu này đã. Đây. Mặt cầu được anh em dọn thoáng đẹp, sạch sẽ. Chào anh em đi. Chào anh em nhá. Chào bà con chứ lị. Chào anh em. Đây, quét dọn rất là sạch sẽ luôn. Mặt cầu là 2,5 m, lan can là 90 phân. Thấy chưa? Rộng đẹp chưa? Đấy. Mặt cầu dưới thì dỡ lên trên này để gom ở hai bên, hôm nào để lấy về bản để làm vào những cái việc khác các bạn ạ. Đó. Đây nhá. Tiếp tục quay xuống đây cho các bạn xem nhá. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Hôm trước để cái cầu ở dưới nhìn nó, cái gầm nó không cao mấy, nhưng hôm nay nhìn rỡ ra thì cao đẹp lắm các bạn. Đó, cơ bản là về hình thức cầu như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là xuống phía dưới đây để mình giới thiệu cho các bạn cái bảng biển tên cầu. Cây gì đấy mà nặng này, xến à? Làm cẩn thận nhá. Cái lan can này cũng chắc thôi. Không, chắc thì chắc rồi, cái này nó cũng không phải không nặng mấy. Kéo cái đầu kia lên trước đi em, kéo cái đầu kia lên trước đi. Kéo một đầu lên trước. Đẩy ra. Đừng kéo kiểu nhấc lên, đừng tì vào cái lan can nhiều quá nó ấy đi chứ. Kéo như kiểu là ấy. Đấy, kéo như kiểu thế, kéo như kiểu thằng ấy. Đấy, đỡ dưới lực, đỡ dưới lên. Cầm cẩn thận, kéo cẩn thận ấy nhá. Cầm tay đi, thôi, cầm tay đi. Rồi, ok. Bỏ dây em ơi, bỏ dây, tập trung mọi người vào trong cái gì.
bỏ dây ra. Ngày khánh thành cầu cũng là ngày dỡ luôn cái cầu cũ kỷ niệm mười mấy năm rồi. Khiêng lên trên đi. Sát gái rồi. Cái cầu này là đi vào tuổi thơ của mấy anh em này đấy nhỉ. Cái cầu gỗ này này. Đấy, nó phải bằng tuổi thằng Linh Lẻ này đúng không? Cái cầu này này, cái cầu gỗ này này. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi. Hơn chục năm rồi. Cái cầu vuông này nó sau mà chính mà cái cầu tròn ấy. À. Ok. Còn giới thiệu với các bạn là phía bên này hôm qua anh Quỳnh đã thiết kế cái bảng biển trên cầu này cho các bạn. Giờ đây cho các bạn xem này. Đó. Xa ra tí cho các bạn nhìn nó rõ. Cầu Tà Chơ, tập thể các mạnh thường quân trên kênh Gái Bản, kính tặng. Logo ở đây. Đó. Cái này là dùng bằng cái gì nhỉ? Ly tư à? Sắt à, 4 ly. 4 ly cơ. Làm nào nặng thế? Cái này nặng lắm các bạn, cái này phải gần một yến đấy. Mấy cân cái này, mấy cân? 8 cân. 8 cân đấy, mỗi cái biển này 8 cân. Mỗi cái biển này là chưa tính khung này. Chưa tính cái khung này. À, đợt trước là định làm cái biển cả cái biển tròn tròn mà ghi số tấn này, thế nhưng mà thật ra là bây giờ cái đường nó chưa có ô tô lên, thế nên là chưa cần thiết cái đấy, nên là mình lược bỏ đi. Tại vì cái biển này sắt như này nó cũng khá là đắt tiền đấy, mấy trăm nghìn đấy, không phải đơn giản. Đằng sau mình sẽ vít hai con ốc vào thẳng vào cột luôn, và đằng sau thì có làm cái đai, hai cái đai móc này. Thế mình xỏ ốc xiên ra đây, xỏ ốc xiên hàn chắc chắn gì? Hàn chắc chắn. À, bao giờ mà đường có ô tô thì mình sẽ bảo Súa sẽ gắn cái biển tấn sau. Bây giờ toàn xe máy. Xe máy chỉ tha hồ mà chạy. Chạy vào đây nhá, chạy. Chạy vào đây nhá. 50 tấn. Hôm trước chú Triệu bảo làm cái biển trọng tải 1 tấn. Nhưng mà bây giờ xe máy thì toàn 2-3 tạ, 1-2 tạ đổ lại thôi. Nên là chưa cần. Lúc nào mà có đường thông thì mình làm sau. Giữ cái túi súng ngắm đi. À thế à, ừ rồi. Nó lấy tuần ra phủ lo. Anh xin là phủ. Anh phải dịch người sang như này tí nhá. Còn nhá, phải vào bên cầu đi. Vào bên cầu một tí. Nó sẽ hơi nghiêng cái biển vào bên này một tí các bạn. Thì nhìn nó mới rõ. Đấy. Chắc rồi nha. Bảo hành mưa bão không đây? Thoải mái gì? Ok. Cái tấm này dày nặng lắm các bạn ạ. Gần 10 cân nên là có thoải mái luôn. Chính thức cầu Tà Chơ đã xong. Cái lịch trình buổi sáng hôm nay thì đấy, quay chi tiết về cầu này, lắp biển cầu này, một chút nữa lên quay ẩm thực này. Xong sẽ có lời phát biểu của tuyên bố lý do của A Tú. Xong bắt đầu là có lời phát biểu của trưởng thôn, có phát biểu của ủy ban xã. Đấy, cảm ơn tới các mạnh thường quân và những người thực hiện cái cầu này. Chú Triệu thì tí nữa mới vào, sáng nay có việc một chút nữa mới vào các bạn ạ. Đây. Ok đấy. Ok chưa? Quá chắc rồi. Đấy, vít được hai ốc hai bên nữa. Quá đẹp nhỉ. Ừ. Còn anh lấy cái keo này vào làm gì đấy? À, gắn cái chỗ hở. Không nào, tối quá không nhìn thấy rõ. À. Tức là những cái chỗ mà hôm nọ tối chưa hàn được thì gắn cái bằng keo gì kia? Keo gì? Keo silicone.
800. Xoài này chuyên để ấy à? Chuyên để gắn sắt kẽm. Gắn sắt à? Chống nước vào đúng không? Đây, những cái mối này. Trước làm đêm mình không kịp ấy, các bạn ạ. À, cái này cứng, sắp cứng rồi đấy nhỉ. Quá chắc chắn, đẹp à. Thế nào? Cảm giác của anh em tà trơ hôm nay có cầu thế nào? Vui không? Phấn khỏe. Rất phấn khỏe. À, vỗ tay. Tí nữa vỗ tay sau. Bây giờ gọi là ở đây tham quan một tí. Tí nữa lên đấy là vỗ tay ầm ầm đấy nhá. Đây bây giờ có cầu rồi. Đi nắng đi mưa không sợ ngã nữa. Đúng rồi. Cứ thế mà đi thôi đúng không? Quá ổn. Ngày xưa anh nhớ là cái hôm đầu tiên anh lên đây là vào một cái hôm tháng 1 25, 22, 26 tháng 1 đi khám phá cái bản này lần đầu tiên lên đây qua cái cầu này. Nhưng hôm đấy nó lại không trượt. Nhưng đến hôm sau đi phát quà Tết là dính, là không đi được. Cái cầu này là lúc nào trời mưa thì ai cũng trên bảng xuống cũng sợ, mà ở dưới này lên cũng sợ. Kể cả bọn em mà đang dưới nghĩa lộ này thì mưa cái là thôi chết rồi, không về nhà được rồi. Sao gọi điện, đôi lúc cũng gọi điện người ở trên nhà xuống cho đó luôn. Hai, tức là nếu mà một mình là không thể đẩy lên được. Mình thì thôi nghỉ đây luôn. À đấy. Bây giờ thì coi như là yên tâm luôn. Một cái cầu vĩnh cửu. Đi thoải mái. Mưa nắng cô giáo đi lại cũng vất vả đấy. Nhờ nhiều lúc cái đoạn cầu này cô giáo ngày nào cũng đi. Hình cảnh rồi đẹp chứ. Trước cô giáo mà lên đó, trời mưa cô cứ để xe lên. Tao gọi trên kia ai xuống đón được thì đó tầm mãi lên thôi. Xe để đây thôi. Các bạn ơi, giới thiệu với các bạn đây là cái hộp quà từ bên Mỹ. Anh Khoa ở Mỹ gửi tặng cho dân bản Liên Hoan Thông Cầu. Đấy, xem ở bên trong này có gì không nhé. Chắc chắn là dân bản ở đây chưa được có cái gì không? Chưa được thưởng thức cái món này bao giờ. Món này thì cả đảm bảo luôn. Làm mí mà. Cái con dao, có con dao không? Rất là cá mực rồi. Thật đấy, thì nó bay hết anh chú ạ. Cá mực à? Mực thôi. Nghi là cá mực đó. Ui giời ơi, nhiều quà nhiều đều. Rượu nho. Rượu nho. Rượu là cũng là rượu. Ôi dồi ôi, rượu nhỉ. Toàn tiếng Anh này. Được thưởng thức rượu Tây này bao giờ chưa? Rượu này uống say quên lối về. Ui giời ơi, đặc sản rượu. Anh uống lên à? Anh Khoa ấy, ba lọ. Anh Khoa bây giờ đang ở Mỹ đang xem video. Yeah. Còn anh ấy gửi quà. Quà này cũng đợt trước là anh có gửi quà đến gia đình A Tú và chú Triệu là cùng cái lô này này. Cùng cái lô chính, cùng cái lô rượu này. Thì anh ấy gửi tặng riêng cho dân bản. Cái này nếu mà rót cho anh em uống thì mỗi người một người rót thôi thì mỗi người vứt ra cái đấy nhá. Đây. Ba chai rượu nha các bạn nhá. Cái này là của cái gì? Mình không biết đọc.
chưa được uống rượu tây bao giờ ở đây. Thật nó rơi phát là anh em nghỉ. Rơi anh em nghỉ đi nhá. Lầu xin năng phát là nghỉ thôi. Quýt ghi à? Phải không? Có biết đọc đâu? Tiếng tây. Toàn tiếng tây thôi nên là mình cũng không biết. Đây là chân thành cảm ơn tới anh Khoa Lý ở Mỹ đã gửi tặng cho dân bản các bạn nhé. Rất là cảm ơn anh. Thôi bây giờ cho vào hộp xong là mang lên trên kia để tí nữa không được muốn thì rau thẻ đúng không? Ban âm mộ đến từ Tuyên Quang hôm nay sang ăn mừng cùng bà con đây các bạn. Xin này. Chào tất cả quý vị khán giả nhá. Hôm nay phi xe máy từ Tuyên Quang sang đây thì giỏi không? Từ ấy chiều hôm qua à không, Sapa. Không, từ Sapa. Sapa 3 giờ chiều hôm qua từ Sapa chạy ra. Sapa mà mưa tầm tã. Không bởi vì không biết thì thôi, biết là phải sang bởi vì đang lịch trình đi Lai Châu xong lên Điện Biên cơ. Ok, anh em ơi bây giờ tập trung xong bên đấy làm cơm nước xong cho chúng ta tổ chức một bữa cho nó vui vẻ. Bên lán bên kia đây à? Vâng. Ơ. Anh Quỳnh về à? Ừ. Về còn làm nốt cái cửa ấy. Quỳnh về còn đang dở cái công trình của nhà Trư nên trưa nay không tham dự được các bạn. Lần sau nhé. Lần sau là thông cầu, à thông đường. Rất là cảm ơn anh đã lên cùng với team lên giúp cái lan can đấy. Mất 2 ngày đấy. Bây giờ xong ngon nghẻ, giờ nhìn lan can rất là đẹp các bạn. Thôi về nhá. Vừa mới nhắc đến chú Triệu là tí nữa mới vào được thì sau khoảng 15 phút thì đã vào đến đây rồi các bạn ạ. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay Triệu Vlog đã có mặt tại cầu Tà Chơ lên để dự lễ khánh thành cắt băng cầu Tà Chơ cho dân bản Tà Chơ. cắt băng thì không mang băng. Băng đâu? rút gọn đi. Hôm nay liên hoan thông cầu. Băng 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 trắng. Rồi sang bên này à. Xem chú vẫn đánh chiếc canh dê sang bên này đánh chiếc canh. Đi sang bên chỗ anh em chế biến tí nhỉ. Vâng. Yo. Anh em ơi. Chắc là phải bố trí một cái bàn mái chứ không ngồi nào được. Bàn này nắng đấy anh. Bàn trên đấy rồi. Bàn cao một tí. Ngồi đây gì? Ngồi đây một đâu. Nắng đấy. Ngồi đây thì phải có cái bàn che. Phải có cái bàn kéo dây. Bao nhiêu mâm? Có 7 mâm thôi quá à? 7 mâm đúng không? Anh em tí sáng nay mình đấy. Phân cho đưa tiền cho A Súa đã đi mua thức ăn ở dưới kia thêm. Sáng nay vừa mới mua con dê ở đây này. Ơ thì các bác ở trên xã chưa xuống à? Có xuống rồi. Nó chết. Bán à. Đây mổ con dê ở trên bản các bạn nhé. Không quay vào gần được đâu. Sáng nay là mua con dê này là mười mấy cân nhỉ? 16 cân à? À, 16 cân. Và buổi trưa hôm nay là bữa cơm liên hoan này sẽ được sự giúp đỡ của ba Mạnh Thường Quân nhé. Tí nữa mình sẽ lúc nào đọc công khai chi phí sẽ đọc cho tất cả các bạn cùng nắm bắt được là cái bữa cơm liên hoan này của các bác ở bên Mỹ ủng hộ đến kênh, ủng hộ đến cho bà con liên hoan thông cầu. Đây lên phía bên ngoài này thì A Páo cùng A Kỷ đang đạo diễn củi để nướng à? Để xào. Xào á? Luôn. Luộc á? Thế thì phải làm nhiều kiêng vào. Có vẻ anh em hôm nay chuẩn bị thì hơi hơi muộn phải không? Hơi thiếu. Muộn. Thiếu thì không thiếu, muộn. Thế là thông báo thì sáng thì chắc là phải ấy rồi. Bây giờ phải hết rồi. Không bỏ lơ xuống đến nơi là luôn rồi, nó bỏ lơ xuống đây tập trung đó là cái này mình bố trí. Ừ. Nhưng mà anh em được cái nó cũng đông cũng nhanh thôi. Mổ xong hết được còn gì. Thái hết được còn gì. Giờ thì có xào thôi. Yo
sao luộc thôi. Ừ. Lấy cái đít xe là làm kiềng, đun là đít đấy. Không có cái hòn đá là nhỉ, bạn lấy cái bình ga kia làm bên đi. Đúng rồi. Đốt một cái bình ga ấy. Tưởng tiêu vào rượu chứ. Chim bẻ. Phía bên trong này là A Báo cùng với em anh đang đạo diễn cái thịt dê. Phía bên này là đang thái các bạn nhé. Bên kia thì đại ca đang nướng quả trim dê. Đấy, để tăng cường sức khỏe. Ôi, bây giờ mới thấy xuống đây đấy. Tay ta. Hả? Nhanh vào mỗi người một tay. Rượu tây, tí nữa uống toàn rượu tây thôi. Không uống rượu ta. Lọc hết thịt để lấy cái thịt đó xào lan. Ừ. Còn cái xương thì nấu canh thôi. Thịt xào xả ớt. Hấp lên một miếng. Lòng thì xào lên. Pịa. Có cần hết không? Ê, trời ơi, cán bộ à. Xin chào nhá. Xin chào cán bộ xúa. Thịt thấy cái gì đấy, dưa à? Dưa về kho cá. Kho cá. Thế thì làm luôn đi, cá làm luôn đi. Anh em ơi, mấy anh em thanh niên ơi, lên mổ cá cho anh đi. Nhanh. Cá đây giết cá rồi. Ừ, đấy đi giết cá đi. Còn cái này gà hay là mua cái gì nữa đấy? Còn cái này về nhà. Gà, cá, lợn. Ôi thế thì. Thế thì gà mổ chưa đây? Mổ vật lông hết rồi chưa? Vật lông à, ừ thế thì mổ đi. Anh em phân nhau ra mổ đi. Còn Linh Lẻ thì thiết kế cái máy đi nhá. Hai ba thằng thiết kế cái máy với cái chỗ ngồi đi. Hôm nay chúng ta xác định là 12 giờ là nổ mõ. Lợn. Thì lợn món gì đây? Món lợn. Không làm món gì. Biết là món lợn rồi nhưng mà. Luộc nhá. Hả? Luộc đi nhá. Luộc. Luộc cho nó ngon nhanh. Luộc nhanh. Cái này gà. Gà. Mang đi xem đi kia. Mang đi giờ xay lắm. Không thì thịt gà luộc, thịt lợn xào đi. Có cơ. Nào cũng được. Mông cá. Cá hấp. À cá om dưa. Cá hấp dưa. Đánh vẩy đi nhá. Không làm kiểu người Mông được đâu. Mổ đi trong đánh vẩy đi, móc hết mang đi nhá. Móc hết cái ấy ra hết ạ. Ừ, cái mang. Cắt đầu với đi nhá. Không cắt đầu đâu, móc cái mang thôi. Có chậu to. Không mang cái chậu to kia xuống à? Thế đấy chúng ta là từ kỳ họ đấy. Chứ gì à? Hai cái chậu. Rửa thịt trước đi, rửa thịt lợn cho vào thái trước đi. Rửa thịt lợn trước đi. Xong xong miếng gà, miếng cá. Thì con gà cá đây. Chả là cơ. Chả mới chát quá vào trong một con cá là. Lấy mốt đẩy. Đố ở trên này đấy. Đố hả? Câu giá rất thối, chỗ này không đủ rồi, nối thêm bạc đi. Bây giờ nối thêm bạc rồi. Cô gái là rụng hết rồi mà. Đúng không? Đó, rụng hết rồi mà. Bắt canh đấy. Cái đây tí kiếm dây đấy. Lấy lên đá này mà. Có chạy cho cam không? Ôi, sao mà chịu khói được các bạn ơi, khói quá. Phía trong nhà này thì rất là nhiều các món ăn của anh đã chuẩn bị đây rồi. Món này là món thịt dê om chuối à? Chuối cho xương. Om chuối cho xương à? Tiếp tục sang bên này là cái gì đây? Xương à? Xương dê. Xương dê nấu canh à? Nấu canh. Kia là nồi gì? Nồi gì? Mở ra xem. Pịa. Canh pịa. Pịa sao nhiều nước thế? Đây đúng chứ. Cái này chắc không đắng được quá. Đắng. Thế không đủ nước mà một bát. Ui khói quá, không chịu được ở trong này đâu.
Đây là món thịt lợn luộc. Thịt gà. Chưa có bếp hả em? Sắp luôn một cái bếp ra đây này. Nhóm nó vào đây. Hả? Được rồi. Còn đây là cái gì, món gì đấy? Cái này là cá nấu dưa. Cá om dưa. Ngon đấy. Yeah. Đây chúng ta lại trở lại với cái mâm của bà con ở vùng cao. Nó là dùng lá chuối các bạn. Hôm nay sẽ xếp giãn cách nhau ra một chút. Ngồi rộng, rộng rãi thoải mái. Ba mà làm món chuẩn đây. Đấy, một mâm cao dưa này. Ở đâu? Riêng dê là gì? Zin. Gà là gì? Là hịn, hịn. Một là hơn đá ông cơ. Nó à, cái đứa hay làm vẫn đi ngày nào cũng đi làm đấy anh nhỉ. Nhớ đấy. Các bạn ơi, hiện tại thì anh em Tà Trơ đã chuẩn bị xong những món ăn cơ bản buổi trưa nay cũng khá là đầy đủ luôn ạ. Cá om dưa này, thịt gà măng sập này, à măng ớt này, thịt dê xào xả ớt này, bên này là thịt lợn luộc chấm chanh súp này, nậm pịa này, lòng này, bên này là tiết canh dê. Đó, những cái món cơ bản như này. Món gì nữa? Xương xương canh nấu măng à? Không nấu canh nữa à? Canh xương dê. À. Nấu canh dê à, xương dê nữa các bạn ạ. Đó, xương dê nấu chuối là món rau xanh. Rất là ngon. Xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Ô, mấy anh em xuống đây. Nhanh. Chuẩn bị chén ra, tí nữa mình mới khui rượu nhá. Sau khi mà tuyên bố lý do xong thì mình mới cho rượu ra. Chuẩn bị chén trước đã. Nào, bà con ổn định chưa? Ok nhá, bây giờ thì A Tú xin một vài phút mở đầu vào cái cuộc tiệc khánh thành cầu Tà Trơ này. Thì lời đầu tiên xin được kính thưa anh Sáy, Phó Chủ tịch xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Thưa toàn thể bà con, sau cái khoảng thời gian hơn một tháng, gần hai tháng, chúng ta đã vật lộn với một cái công trình phải nói là rất là ý nghĩa, mang cái tính chất nhân văn rất là cao. Vào cái ngày đầu tiên mà A Tú lên với bản làng là đến với dân bản và đã mở lời với dân bản là quyết tâm làm cái thông cái tuyến đường này lên cho dân bản và còn nhiều cái chương trình khác, thì bà con đã rất là cố gắng, nhiệt tình từ cái giơ tay đầu tiên đó. Thì đến hôm nay công trình đầu tiên của cái tuyến đường này đã xong, đó là cái cầu Tà Trơ treo leo qua vách đá. Và hôm nay thì A Tú xin được tuyên bố cây cầu treo leo vách đá chính thức được khánh thành. Nào, chúng ta một dành một tràng vào tay thật lớn. Rồi, và nhân vào đầu cái buổi tiệc này thì A Tú xin được gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân đã luôn đồng hành sánh vai cùng kênh Gái Bản và giúp đỡ tới các bà con ở vùng cao. Thứ hai là cảm ơn tới Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái đã động viên bà con rất là nhiệt tình và có sự chỉ đạo từ bên trên xuống với chi bộ và đến với thôn bản. Ba là cảm ơn tới tất cả bà con đã luôn đồng hành cùng với kênh để hoàn thành được cái nhiệm vụ xuất sắc, tuyệt vời. Thứ tư là cảm ơn đến kỹ thuật chú Triệu đã rất là nhiệt tình, năng nổ chỉ đạo cùng anh em hoàn thành cái công việc rất là tốt, và cầu đã xong là nhờ công rất lớn của kỹ thuật chú Triệu. Thứ năm là cảm ơn tới anh Súa chỉ đạo trưởng trong những ngày tháng vừa qua đã rất là năng nổ và nhiệt tình chỉ đạo rất là sát sao, anh em công việc rất là chạy. Và cảm ơn tới tất cả các bạn theo dõi trên kênh đã có những lời động viên góp ý đến với kênh để hoàn thiện cái công việc hiện giờ đã hoàn tất được 100%. Đấy là những lời cảm ơn chân thành nhất gửi tới toàn thể quý vị và những cái
người đã sát cánh trên cái công trình này. Và tiếp theo là chuyển sang cái mục quan trọng nhất mà bà con có thể là ngóng chờ nhất và cũng như là các bạn theo dõi trên kênh. Thì mình xin được đọc công khai cái chi phí cầu Tà Trơ này cho tất cả bà con cùng biết và các bạn theo dõi trên kênh cùng biết nhé. Cái công khai này thì ở đầu video mình đã ghim ở trên đầu video rồi, nhưng chỗ này thì mình đọc để cho bà con cùng nắm bắt. Một là mua máy đục đá, phá đá là 21.400.000. Tiền ăn, hỗ trợ tiền ăn đấy nhá. Tổng vào nhá, mình không ghi từng ngày, từng tháng nữa nhá. Tổng gộp lại đấy. Tiền ăn là 13.450.000. Tiền xăng dầu là 12 triệu. Liên hoan đổ mặt cầu này, cộng gộp là 2 lần này, 2.500.000 này. Mua đồ lễ, động thổ này, cộng đổ cầu này 2 lần này là 910.000 này. Vật liệu 90.188.000. Trong đó xi măng 13 tấn nhân với 1.3 thêm 1 tấn là 16.900.000. Cát bê tông 15 khối nhân với 283.300 đồng là bằng 4.250.000. Cát xây là 15 khối nhân với 293.300 đồng là bằng 4.400.000. Gạch 1.500 viên, 1.001 một viên cả cước nha. Cái này là mình tính cả cước rồi nhá. 1.650.000. Cốt pha 5 tấm nhân với 480.000 một tấm bằng 2.400.000. Sỏi xanh 5 xe nhân với 366.700 đồng bằng 5.500.000. Sỏi xanh 3 xe 9 khối lại, tức là lên giá nhá, có 2 lần đấy. Lên giá đấy, kể cả thép này thế này. 9 khối nhân với 383.300 đồng bằng 3.450.000. Thép phi 18 tính cả cước nhá, 12 cây nhân với 380.000 đồng một cây bằng 4.560.000. Thép phi 10 269 cây nhân với 112.000 đồng trên một cây bằng 30.128.000. Phi 20 35 cây nhân với 470.000 đồng trên một cây bằng 16.450.000. Đinh 10kg nhân với 25.000 bằng 250.000. Thép ly 10kg nhân 25.000 bằng 250.000. Bột nở phá đá 1.170.000. Mua bao tải bạt che xi 2.135.000. Mua đồ sửa máy các loại 300.000. 3 dây đầm, 1 dây 400, 2 dây 200, 800.000. Dụng cụ lao động nhỏ, ví dụ như búa này, đinh này, cưa này, mỏ lết này, khẩu trang, găng tay, máy bắn ghim này, dây điện này, ổ điện này, tổng 4.493.000 đồng. Cước xe chở máy khoan, máy trộn là hôm đầu tiên vào đấy ấy, là 500.000 đồng. Mua sắt làm lan can cầu là 6.800.000. Cước xe chở sắt 500.000. Phần lan can này anh em là làm giúp nên là chỉ mua sắt thôi. Công kỹ thuật 3 triệu, 15 triệu. Biển cầu hôm qua làm 380.000 đồng. Tổng 172.526.000 đồng. Đấy. Thông báo cho bà con biết thế nhá. Rồi. Còn hôm nay cái bữa tiệc hôm nay thì rất là cảm ơn tới gia đình cô Mạc Lan cùng chị Thu cùng anh Vinh ở Mỹ có tặng cho bà con là 8.530.000. Và chú Đắc Vinh ở thành phố Hồ Chí Minh 3 triệu đồng. Tổng 11.530.000 đồng. Anh Khoa Lý ở UEDA gửi rượu. Bà con đang rót ra đấy đúng không? Đấy. Còn cái tiền này nhá, cái số tiền này đã chi vào cái ngày liên hoan đổ mặt cầu là 2 triệu rưỡi rồi này này. Thứ của 11 triệu, tổng 11 triệu thế này. Bây giờ thì còn hôm nay bao nhiêu thì số lại tổng hợp lại nhá. Vâng. Rồi đấy. Đấy là cái số tiền chi phí cho cầu. Và rất là cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ những cái bữa cơm đầy tình cảm để gửi tới bà con. Còn tiếp theo thì xin mời anh Say. Anh Say sẽ có những lời phát biểu đại diện cho chính quyền xã Làng Nhì. Kính thưa A Tú và thưa đoàn thể các đồng chí, thì hôm nay cũng rất là vinh dự thay mặt cho đảng ủy chính quyền địa phương có ý kiến. Trước tiên thì cảm ơn A Tú và các mạnh thường quân cũng đã có tấm lòng để giúp đỡ bà con nhân dân thôn Tà Trơ
ở xã Làng Nhì, cho đến thời điểm này cũng đã có cái cầu treo leo vách đá đi vào thôn bản, và hôm nay cũng đã là cái ngày hoàn thành. Thì thứ nhất thì cũng thay mặt cho đảng chính quyền địa phương là cảm ơn A Tú và các mạnh thường quân. Rồi thứ hai thì là cảm ơn bà con nhân dân thôn Tà Chơi cũng đã góp sức, góp công và nhiệt tình tham gia. Thì cho đến hôm nay thì bà con thôn Tà Chơi cũng đã có cái cầu treo leo vách đá. Đấy, thì cái này thì cũng đảng chính quyền địa phương cũng rất cảm ơn bà con đã có sự nhiệt tình, cố gắng tham gia. Đến thời điểm này thì cũng không có vấn đề gì xảy ra, mà các bà con cũng đã rất là phấn khởi được nhận cái cầu treo leo vách đá. Đấy, thì bà con cũng rất cảm ơn các mạnh thường quân, rồi là A Tú, rồi là anh Triệu cũng đã có sự cố gắng kêu gọi. Thì hôm nay cũng thay mặt cho đảng chính quyền địa phương này rất là phấn khởi đối với bà con. Vâng. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh. Một tràng pháo tay thật lớn. Rồi. Thì thứ hai nữa thì cũng báo cáo bà con là vừa nói là hôm qua cũng họp chi bộ, thì các đồng chí đảng viên cũng đã có ý kiến đề xuất dây điện, thì đường kéo điện, thì cũng báo cáo bà con là tôi cũng đã trao đổi với A Tú, thì A Tú cũng đã nhất trí sẽ kêu gọi cái dây điện rồi là cột điện. Đấy, nhưng mà bà con chúng ta cũng phải góp sức ngày công, thì chúng ta khi nào mà chúng ta đảng ủy chúng tôi, xã chúng tôi thì làm việc với điện lực, nếu như mà đồng ý cho chúng tôi được kéo điện cho bà con thì lúc đó thì sẽ báo cáo lại bà con. Nếu như mà được sự đồng ý của điện lực Yên Bái thì sẽ cố gắng xin làm sao để cho được bà con được cái kéo điện để thắp sáng. Nhưng mà bà con cũng phải nhiệt tình cố gắng, chưa dám hứa là sẽ có, nhưng mà sẽ cho đổi làm nào để là có cho chúng ta, để chúng ta ngày càng thay đổi trong thời gian tới. Rồi, vâng, cảm ơn anh nhé. Rồi, cảm ơn anh. Tiếp theo là xin mời chú Triệu có món quà gửi cho dân bản. Đây là chú Triệu. Xin kính chào toàn thể quý vị cũng như là các mạnh thường quân đã tham gia giúp đỡ bà con dân bản Tà Chơ, cũng như là ủng hộ nhân dân Tà Chơ để có một cái số tiền làm cây cầu này. Thì mình là Triệu Vlog, coi như là cũng rất là cảm ơn trong thời gian vừa qua bà con dân bản Tà Chơ đã nhiệt tình ủng hộ cùng đồng hành với lại kênh Gái Bản, cũng như là Triệu Vlog làm kỹ thuật cho kênh, đã thực hiện được cái ý nguyện của Triệu là đến giờ phút này đó cũng hoàn thành được cây cầu bê tông vĩnh cửu cho dân bản đi lại thuận lợi. Thế thì trước tiên là xin chúc tất cả các mạnh thường quân cũng như quý vị khán giả trong kênh luôn mạnh khỏe và tiếp tục đồng hành với lại các kênh để thực hiện tất cả những ước mơ của các dân bản vùng cao, coi như là cái nhất là xóa đói giảm nghèo, cái thứ hai là có những con đường, có những cây cầu và những mái nhà rột nát để cho dân bản coi là mỗi ngày bớt khổ. Rất mong các bạn trên toàn bộ kênh sẽ nhận được những món quà quý báu từ quý vị khán giả, góp cho dân bản mỗi ngày một hạnh phúc hơn. Và mình thì cũng không có nhiều, gọi là một chút lòng thành gửi tặng cho dân bản vào những cái bữa cơm thường ngày trong quá trình đi làm. Có vài đồng thôi, không có nhiều đâu. Cảm ơn bác Triệu nhá. Bác Triệu đã giúp đỡ được bà con cái cầu, nhưng mà hôm nay bác Triệu cũng tặng một miếng quà. Và cuối cùng xin chúc toàn thể bà con hãy quản lý và bảo dưỡng duy tu con cầu này để mãi mãi gắn liền với bà con thôn bản, và làm một cái mục tiêu sau này sẽ phát triển tiến tới du lịch. Đấy, đây là chú Triệu mãn nguyện lắm rồi. Rồi, cảm ơn chú nhé. Chú nào bắt tay chú cái. Rồi, ok, cảm ơn chú. Chúc chú sức khỏe nhé. Xin phép. Rồi, ok. Tiếp tục là xin mời các bạn, đây là một fan trên kênh đã theo dõi Tà Chơ rất là lâu. Xin chào tất cả quý vị khán giả nhé. Thì mình cũng ở xa lắm. Mình là Đồng Hải ở Tân Tuyên Quang. Không phải là lần này là lần đầu tiên đến đây.
là cũng đã một lần được đến đây ăn cơm với anh em ở trên bản rồi. Thì thật sự là thấy mọi người cũng rất sức nhiệt tình trong công việc, thì mình cũng không có gì cả mà mình sẽ đóng góp với cho thôn bản ra mà coi như một chút xíu ở đây cũng như mình đi các nơi thôi. Thì hiện giờ thì mình cũng đang làm một cái kênh YouTube nhỏ của gia đình để giữ lưu là chủ yếu, kỷ niệm là chủ yếu. Đấy là kênh Đồng Hải Kết Nối Yêu Thương. Rồi, cảm ơn bác. Dạ. À, hôm nay bác lên dự cái khánh thành cái cầu. Hôm nay là được Tú báo cho là có tinh thần là rất là vui là lên đây. Đến đây lần 2 rồi bác ạ. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ khai tiệc chính thức thông cầu. Nào. Hả? À ừ, là trưởng thôn quên mất. Xin chào các bạn nhé. Thay mặt cho bà con dân bản Tà Chơ là hôm nay là cảm ơn tới các nhà mạnh thường quân, các bác, các cô, các anh, các chị như là trong nước và ngoài nước đã cùng nhau ủng hộ và mang những tấn lòng vàng lên trên bản Tà Chơ để làm cây cầu và làm đường lên bản cho Tà Chơ là rất là cảm ơn các nhà mạnh thường quân, các anh, các chị. Sau đây là xin gửi tới một lời cảm ơn tới các bạn, thay mặt cho bà con là cảm ơn rất là nhiều và xin chúc cho các bạn và các nhà mạnh thường quân một năm mới là sức khỏe dồi dào và luôn thành công trong công việc. Xin cảm ơn rất là nhiều các bạn nhé. Rồi, cảm ơn trưởng thôn nhé, cố gắng nhé. Sau cái chương trình này thì còn rất là nhiều chương trình, đây mới là cái bước đệm rất là nhỏ trong cái chuỗi dự án thôi nhé. Sau là đường, đường là điện, điện là không là trường, đấy, ví dụ thế nhé. Và thứ hai là cảm ơn tới với anh Vi Tú rất là nhiều, bởi vì ông Vi Tú cũng như là một cầu nối để vận động kêu gọi các nhà mạnh thường quân để ủng hộ một số tiền rất là lớn về ủng hộ cho bà con làm cái cầu. Và rất là trong thời gian đang thi công làm cầu thì bà con Tà Chơ đã được nhận rất là nhiều món quà rất là có ý nghĩa từ các nhà mạnh thường quân, cũng như là các anh các chị trong nước và ngoài nước đã gửi lên cho dân bản như là thức ăn, quần áo hoặc là các đồ rất là nhiều, rất là có ý nghĩa. Xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Và cảm ơn A Tú rất nhiều. Rồi, cảm ơn nhé. Cho A Tú và gia đình luôn luôn sức khỏe và luôn chúc canh là luôn phát triển nhé. Rồi rồi, cảm ơn nhé. Nào, mở rót chưa? Rót đây, rồi. Đây. À rót rồi à? Báo cáo là với lại A Tú thì xã cũng thôn kêu gọi thì xã cũng là 3 triệu. À. Ờ, để cho cái ngày hoàn thành. Rồi. Xã qua thì cũng đã gửi cho A đấy. A Súa. Rồi rồi. Đó, thì nhưng mà cái việc này thì cũng báo cáo là bà con là xã ủng hộ 3 triệu. Dạ. Trong cái ngày hoàn thành cầu. Thế nhưng mà A Súa bảo thôi thì hôm nay A Tú đã có rồi thì để cho chúng ta hoàn thành đường. Ok ok. Thế là xã là ủng hộ 3 triệu các bạn nhé. Nhưng mà để là khi nào hoàn thành đường thì số tiền đấy sẽ gửi tới trưởng bản. Ok, nào, xin mời nhá, xin mời anh nhá. 13 triệu đi. Rồi, xin cảm ơn. Bây giờ chơi kiểu một mẹt rượu thế này. Hôm nay uống rượu Tây nhá, cả nhà nhá. A Tú phát động rô một cái nhá. Mọi người rô theo cùng cho vui nhá. Nào, 1, 2, 3. Rô. 2, 3. Rô. 2, 3. Rô. Cái rượu này cạn là nào. 2, 3, rô. Ây da, lần đầu được uống rượu Tây cũng nóng đến tận rốn đấy. Hôm nay là bà con là khánh thành cây cầu nhá, tí bà con lên chút rượu với bát triệu và hai lúng lúng rồi nhá. Hôm nay là rất là cảm ơn tới bát triệu cùng nhau để xây dựng một cái cầu tàu lâu. Học gà khoác vai lộc gà cái tàu lâu này. Học gà lộc gà khoác vai. Thôi thôi rồi đấy. Này. Rượu Tây đấy các bạn này, lần đầu tiên anh em ở đây này thua đấy. Được thưởng thức. Như mình thì nói thật, rượu nào cũng như rượu nào, toàn đắng. Thật sự nghiêm túc đấy. Anh không uống được à, chú không uống được à? Không.
không. Bọn cháu thì lại nhìn thấy cái này lại sướng. Lạ lạ. Rượu hay. Gì thì rượu nói chung là cũng không bằng cái chai nước ngọt. Màu vàng đấy là chú thôi còn. Màu vàng giống như hồi xưa cái mùa 38 nhỉ. Ừ, màu giống màu 38. Ừ, màu giống màu 38 đấy. À, nặng phết anh mà đây. Trình ơi, đúng là cũng chụp ảnh ấy. Nào chụp ảnh. À Trình, à Trình. À Tủa. À Tủa ngồi đâu đây? Ngồi bên này à? Tí mời bác phó chủ tịch nhá. Làm khoảng vài quại lắp chắp vào. Đây, chuyển sang bên kia là. Lấy cái cốc. Đây là rượu nhá, rượu cây. À, thử món ấy xem nào. Muốn lắc khâu được, muốn lắc khâu cả được. Thử món thịt dê xem là. Nào. Anh em làm ngon, mời các anh nhá, mời chú nhá. Đây đây, thiếu chén của chủ tịch cán bộ xã này không rót quên mất. Thịt dê trên bản đây các bạn này. Dê núi đấy. Tí nữa thịt dê mình phải thử món thắng cố. Chưa nhìn thấy bao giờ và cũng chưa ăn bao giờ. Hả? Đây 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 đây. Không có đáp bảo tí nữa sẽ thử. Bịa bịa. À quên, thắng cố nó khác ấy. Bây giờ xin phép được mời riêng. Đấy. Anh say một tí à? Vâng, cảm ơn A Tố nha. Đến giờ thì cầu đã thành công thì đúng bài đấy. Chúc mừng A Tố một ly nhỉ. Vâng vâng, cảm ơn chú nhá. Đấy, chú là người đầu tiên đưa cháu lên để thăm bản đấy. Đây là hôm qua số. Hôm ấy số đi vắng. Hôm là anh đi mua cái gì nhỉ? Ui, rượu tây cháu cũng uống được như thế đâu, căng lắm. Bán một này. Rồi, bắt tay chú. Nhấp rồi nhá, để nói trước cái trường bảo là nhấp rồi đấy, nó đánh như phải chịu đấy. Đấy. Đánh rồi chưa? Lấy đi uống ngon không? A Hành. Ngon không? Vẫn là ngon đấy. Ừ. Em êm đấy nhờ. Các bạn nhá. Mâm nào hết dùng tay để lấy nhá. Đây. Đây. Chai này chai to mà. Trên này chỗ là cứ tự nhiên nhé anh em nhé, hôm nay nghỉ mà mình làm cho nó cứ tự nhiên thôi. Ừ, tự nhiên thôi, giải quyết hết cái này rồi tối rồi. Làm đi căng đét rồi chứ. Úi giời, thằng A Páo kia trốn ở bụi rậm gặm xương kìa. Đi em bé mà ngại quá, sao không chui vào gốc quế kìa. Bên này là đội thanh niên trẻ trẻ của học sinh. Thanh niên học sinh. Thằng Páo lẻ này về uống có uống không? Không uống à? À Páo này à linh lẻ. Linh lẻ. Không uống à? Ừ, không uống thôi nhá. Ăn cơm đi nhá. Bên này là A Lồng với các anh em. Nào rượu có ngon không? Ngon đấy. Làm tây hay là nửa tây nửa ta đấy? Tây nửa ta. Nửa tây nửa ta. Nửa tây nửa ta. Rồi xin xin mời anh em nhé. Nửa tây nửa ta cho nó like nhau. Ờ, cho nó like nhau. Like nhau mới khỏe. A So. Món này à, hai chị, hai anh à? Đúng rồi. Hôm nào mà xong đường là phải có cả vợ cả chồng cả con đấy nhá. Còn bây giờ cầu thì một người thôi. Ừ, nhá. Mẹ xúa cho em biết rồi. Vâng. Mẹ của đơ đấy à? À, thế à? Vâng. Chào cô nhá, mời các cô nhá. Khi nào xong cầu là cả vợ cả con, cả ông cả bạn. Cả vợ cả con cả ông mang khèn ra thổi. Đấy. Như thế đó mẹ. Em xem cái video anh cởi cho cái A Chư ở làng Tống ở đâu cởi khen là A Sinh. À A Tu. A Tu của Tu. Đây biết thổi này. Biết không? Biết thổi không? Thế hôm nào xong đường về thổi đấy nhá. Cái này biết thổi mà. Vâng, vâng. Đó đi. Cứ mỗi người vào một chén, mỗi người cảm ơn một chén. Thế này là A Tú sập rồi. Sập rồi. Chớ đấy. Chớ đấy. Lẩu luôn. Nào, xin mời nào. Lẩu luôn. Ô đây còn rượu tây đâu, không uống. Cháu uống rượu trắng rồi à? Không phải nhập. Rồi. Nào, xin mời.
cũng như là ông nhiều đạo chiến dịch cũng như là rồi xin cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Em rất là cảm ơn anh. Linh vào luôn đi. Mày ngồi vào bên này đi. Nếu không thì là anh. Bên này mà em vướng máy. Ngồi đây. Mỗi người một chén đây này. Đứt rồi. Em uống bát thôi. Em cảm ơn em nhé. Mọi người có thấy không? Khí thế rất là thân mật. Rồi, cảm ơn nhé. Cảm ơn những sức khỏe nhé. Cố gắng nhé. Còn thời gian rất là dài. Xin phép anh nhé. Với các chú, với các bác là ngồi sau nhé. Ngồi chế à? Ăn uống tự nhiên nhá. Các bạn ơi, bây giờ cũng đã muộn rồi, mình phải xin phép về trước một chút sang bên cống rua các bạn ạ. Hôm nay là ngày cuối cùng để làm đường bên đấy rồi. Và hôm nay như các bạn biết là cái công khai chi phí thì được đã chi phí rất là chi tiết cho tất cả các bạn biết. Còn cái danh sách ủng hộ ấy, của các Mạnh Thường Quân thì nó là một cái danh sách rất là dài. Tức là cầu và đường nó liền khối. Thế nên là bao giờ mà những cái tập trước mình đã công khai lên là những cái danh sách theo từng tập rồi. Còn để mà chi tiết hơn nữa thì khi nào Khánh Xanh xong con đường này nhá, thì mình công khai một dãy các Mạnh Thường Quân từ đầu đến cuối thì nó sẽ rõ ràng hơn. Không bây giờ là ai cũng đổ vào để cầu và đường, nhưng mà bây giờ mà tách ra như thế là rất là khó, tại vì cầu nó nằm trong cái dự án cầu và đường. Cầu nó nhỏ thôi, đường nó mới là tuyến dài và các dự án tiếp theo nữa. Thế nên là sau khi mà xong đường thì mình sẽ công khai cái danh sách ủng hộ cho bà con và tất cả các Mạnh Thường Quân cùng nắm bắt các bạn nhé. Ok, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong cái tập phim tiếp theo. Xin chào, ngủ chế đấy. Về nhá. Ừ, anh về nhá. Xe trên này kìa. Con đi sau đây. Con đi bỏ đây.